Lê Vi Ký chương 9 Các thầy tế lễ bắt đầu chức vụ 8 ngày sau Môi sẽ triệu tập Aaron và các con trai Aaron Và các trưởng lão dân Israel Ông nói với Aaron Anh em dâng cho chúa một con bò đực làm tế lễ chuộc tội Và một con dây đực làm tế lễ thiêu Cả hai đều không tỉ vết Sau đó anh truyền cho dân Israel dâng cho Chúa một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, một con bò và một con chiên con, cả hai đều một tuổi và không tỳ vết, làm của lễ thiêu, một con bò và một con chiên đực làm của lễ cầu an, cùng với tế lễ chay có pha dầu. Vì hôm nay Chúa sẽ hiện ra với các ngươi. Những người này đem tất cả các tế lễ môi xe dặn bảo trước trại hội kiến và toàn dân đều đến đứng trước mặt Chúa môi xe nói. Đây là điều Chúa truyền cho nhân dân thi hành để vinh quang của Chúa có thể hiện ra với nhân dân. Sau đó môi xe nói với Aaron, anh đến bàn thờ và dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu để chuộc tội cho chính anh và cho nhân dân. Sau đó anh dâng tế lễ cho dân để chuộc tội cho họ đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Vậy Aaron đến gần bàn thờ và giết con bò làm tế lễ chuộc tội cho mình. Các con trai của Aaron đem huyết bò đến cho ông. Ông những ngón tay vào huyết đem bôi lên các sừng bàn thờ và đem phần huyết còn lại đổ dưới chân bàn thờ. Aaron đốt mỡ, thận và túi mật của con sinh tế chuộc tội lên bàn thờ. Đúng theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy môi xe. Còn thịt và da, ông đem đốt bên ngoài doanh trại. À, Aaron giết các con sinh tế, làm của lễ thiêu. Các con ông đem huyết đến và ông giải huyết đó chung quanh bàn thờ. Họ đem con sinh tế đến cho ông từng miếng một, kể cả cái đầu. Và ông đem các miếng đó thiêu trên bàn thờ. Ông rửa bộ lòng và các chân con sinh tế rồi đem đốt trên bàn thờ chung với tế lễ thiêu. Sau đó Aaron đem các sinh tế cho dân chúng đến. Ông giết con dê được làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng và dâng tế lễ theo cách ông đã làm lần đầu. Ông cũng đem sinh tế làm tế lễ thiêu cho dân chúng và dâng lên theo đường lối đã ấn định. Ông cũng đem tế lễ chay đến, bốc đầy một nắm tay, đem đốt trên bàn thờ. Tế lễ này thêm vào và tế lễ thiêu dâng vào buổi sáng. A giết con bò và con chiên được làm tế lễ cầu an cho nhân dân. Các con ông đem huyết sinh tế đến và ông giải huyết đó chung quanh bàn thờ. Họ cũng lấy mỡ của con bò và con chiên gồm mỡ đuôi, lớp mỡ bọc bộ lòng cùng với hai quả thận và túi mật, đem để lên ngực hai con sinh tế, rồi Aaron đốt mỡ trên bàn thờ. Ông đưa qua đưa lại như môi xe đã dặn vào sau khi dâng tế lễ chuộc tội, tế lễ thiêu và tế lễ cầu an, hướng về phía nhân dân và chúc phước cho họ, rồi bước xuống, môi xe và A-rôn vào trại hội kiến. Khi từ trại ra, hai ông chúc phước cho dân chúng và vinh quang của Chúa hiện ra cho toàn thể nhân dân. Lửa từ sự hiện diện của Chúa phát ra thiêu hóa tế lễ thiêu và mỡ trên bàn thờ khi thấy vậy toàn dân reo mừng và cúi đầu sát đất